mà vậy nè, bây giờ cho Harry hỏi là bây giờ Lan Ngọc có bao giờ yêu ai mà nhỏ tuổi hơn mình chưa? À không. Chưa? Chưa bao giờ, và em, tự nhiên em thì lại không thích yêu phi công trẻ. Ủa tại sao? Em cứ có cảm giác là người ta trẻ con quá rồi, không đủ trưởng thành, không đủ bản lĩnh để mà lo cho mình. Cái này thì chị cũng đồng quan điểm. Không biết làm sao mà chị thấy an lòng ấy với những người mà hơn tuổi mình thôi. Mọi người đã trải qua cái cảm giác điên trong tình yêu chưa? Trời ơi, điên chứ, điên nhiều hết chứ. Chị ơi, điên hai nhiều ạ. Điên nhiều lần, em cũng điên nhiều lần. Lan Ngọc chắc chắn điên luôn. Dạ, điên khủng khiếp. Đây là một lần á, còn nhỏ mà bởi vì á, bạn trai của em rất là mê chơi. Thế là lo đi chơi, gia đình tìm hoài tìm cũng được, gọi điện cho em làm cách nào để tìm và gặp được ảnh. Em tìm hoài cũng không thể nào ra được hết. Cái xong rồi em biết đó là người đàn ông của em á, rất là thương và lo lắng cho em. Em hù là em uống thuốc tự tử. Trời ơi, vẫn không tin không ra. Cái xong em tìm cho tới đúng cái chỗ chơi luôn mà vẫn không ra gặp em. Thế là đứng suy nghĩ hoài luôn. Bây giờ có uống không, uống vô thì ngu nè. Nhưng mà bây giờ không uống được là không tìm ra được và thay đổi người đàn ông của mình. Lúc đó là em tin lắm. Em rất là nhiệt huyết với lại cái mối tình đó. Thế là em uống luôn. Mà hơn làm sao, lúc mà em đi mua thuốc em cũng có dặn trước là thuốc này lỡ uống quá liều thì có chết hay không. Lấy liều thì vậy người vậy ta cũng nói à không đâu, nó chỉ vật vã một xíu thôi. Mà thiệt, trời ơi, em vật 2 ngày trời. Mà sau đó mình cảm thấy trời ơi, lỡ mà lúc đó mình có mệnh hệ gì thì sao. Và đó là cảm thấy là đó là điên nhất trong cái chuyện mà mình ơi, đối xử không thế? Tốt với bản thân mình. Lúc đó khóc quá trời luôn, suy nghĩ tới gia đình, suy nghĩ tới ba mẹ. Dài khờ. Con gái lúc của mình mà điên chưa... thế này mình cũng chết mất thôi. Lúc mà chị chưa kể là em thấy chuyện của em điên rồ lắm. Mà chị kể xong em chuyện thấy không em nhầm nhò vậy. Mà chính ra là nếu mà nói như vậy, hóa ra em là cái người mà đỡ điên nhất ở đây đó nha. Ủa thì hả? Tại vì như vậy này, em là cái người mà rất là tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Và em rất là ngại để mà người ta nắm được, biết là mình yêu người ta nhiều. Cho nên là em luôn luôn kiểm soát cái cảm xúc của em. Thế mà nhá, có những cái thời điểm em gặp những người đàn ông ấy, cái tự dưng mình như bị thôi miên vậy đó. Tự dưng em không có muốn là đi làm sự nghiệp gì nữa. Em tự dưng lúc đó em ở nhà bởi vì em muốn học nấu ăn. Rồi anh ta bảo làm gì mà thích con gái mập. Cái tự dưng không quan tâm chuyện lên hình luôn. Ăn quá trời để mập lên luôn. Mà đã từng có luôn bảo là thôi em sẵn sàng, em không làm người nổi tiếng cũng được, em ở nhà em nấu cơm rửa bát cho cái người đàn ông đó em cũng happy nữa. Đến một cái thời điểm em chiều hết, em cố gắng trở thành một cái người phụ nữ bình thường nhất để phù hợp với các bạn ấy, thì cái lúc đó lại thấy người ta không có hứng thú với mình nhiều nữa. Thì lúc đó em mới giật mình, em nhận ra là hóa yêu ra quá. Là người ta thích mình là bởi vì ngày xưa mình là chính mình. Khi mà mình bắt đầu mình đánh mất bản thân mình chiều theo những cái sở thích của người ta, thì họ lại thấy mình giống với tất cả những cái người con gái khác. Thì cái lúc đấy dần dần em mới tỉnh lại, thì sau đó em mới cân bằng lại, thì em mới thoát ra được khỏi cái sự u mê đó. Cho nên là mình không thể nói trước được một cái điều gì đâu. Và nếu như ai trong tình yêu mà không điên cuồng nha, không đánh mất bản thân mình một lần, điều đó có nghĩa là người đó chưa biết yêu là gì. Đúng.